lại sắm đồ phụ kiện cùng với mình nha. Đầu tiên mình có cái bọc của shop quốc tế. Mặc dù thời tiết vẫn nóng nhưng mà mình bắt đầu sắm tất rồi mọi người ạ. Đôi này chất đẹp mà xinh cực, có tới mấy màu nữa lận ấy. Còn đây là cái mà mình mong chờ nhất mọi người ơi. Nó là một chiếc băng đô đan len, quay lên cứ bị màu xám, còn thực ra ở ngoài nó là màu xanh da trời ấy. Xinh lắm lắm luôn ấy và có nhiều màu cực. Còn đây là cái bịch tất của một cái shop mà mình thấy cái lượng bán khủng nhất từ trước đến nay. Nhưng mà cái khâu đóng gói thì mình phải trừ điểm đây nha. Mấy bé này rất là rẻ luôn ấy, chỉ có 6 xu thôi mà chất lượng phết, đặc biệt là có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn. Thảo nào lượt bán ở đây khủng thế. Một đơn là phải làm liền mấy đôi mấy màu ấy. Cái chất lượng thì mình cũng thấy khá là ok, không quá mỏng nhưng cũng không quá dày. Đi lên chân thoải mái, dáng tất cao cổ nên là dễ mix đồ. Các bạn nghe mình cứ thử lựa những cái màu sắc mà xem, đảm bảo là sẽ có lúc dùng tới. Phụ kiện cho mùa thu đông chắc chắn là phải có tất rồi. Hôm nay mọi người cùng khui phụ kiện với mình nhé. Phải nói là rất nhiều phụ kiện xinh nên nhớ xem hết không là tiếc đấy. Mình mới phát hiện ra một shop phụ kiện theo phong cách tiểu thư và sang chảnh ý, shop quốc tế nhưng mà ship nhanh khủng khiếp. Chất liệu của mấy em bờm này rất cứng cáp, xinh, lại còn cực kỳ đa dạng về mẫu mã. Lao vào mấy cái chỗ phụ kiện này là không có lối ra đâu. Ví dụ như chiếc bờm màu đen này chẳng hạn, rất là chắc chắn, đá và ngọc sáng, trông nó cũng xịn xò ấy. Giá thành ở đây mình thấy có nhỉnh hơn những cái chỗ trước đây mà mình từng sắm, nhưng mà có một phong cách rất là tiểu thư mà chắc chắn là nhiều bạn sẽ thích. Và đây là cái mà mình ít mong chờ nhất, mình chỉ định mua chơi chơi thôi. Thế mà chất lượng phết, lụa rất là mềm. Đường chỉ cũng cẩn thận chỉn chu nữa. Nói chung là bạn nào thích phong cách tiểu thư bánh bèo thì nhớ ghé shop này nhé. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một phong cách khác, phụ kiện màu mềm mang phong cách mùa hè nhé. Thật sự là không biết mình sắm bao nhiêu đồ phụ kiện rồi nhưng mà nó cứ đi đâu hết ý. Mấy cái này thì có rẻ hơn nhưng mà chất lượng cũng rất là ok la đấy nha. Mình thấy phụ kiện sắm nhiều phong cách ấy không bao giờ là thừa cả. Mà bây giờ mua quần áo nhiều lên đồ mà không có phụ kiện thì cũng thấy thiếu thiếu nhở. Top 3 món phụ kiện dành cho tóc mà bạn không được bỏ qua trong mùa du lịch. Đầu tiên là những chiếc băng đô màu sắc rực rỡ, được móc hay là được dệt gì đó. Loại này chất lượng cực, kích thước lớn không phải nhỏ đâu. Dạng lên sợi ấy mọi người ạ, đan móc chắc chắn lắm và phần dây cũng rất là dài nha. Đặc biệt là có rất nhiều màu, rất nhiều mẫu luôn. Nhiều lắm, xong khó chọn cực kỳ mọi người ạ. May là hạt rẻ. Hai em này mà dùng để phối đồ đi biển là xinh cực kỳ luôn. Đang hot đấy các bác ạ. Để hôm nào mình thử phối đồ xem nhá. Và tiếp theo là những chiếc cặp đầy màu sắc. Thật ra mình có mua rồi, có lên video rồi nhưng mà mình lại mua nữa mọi người ạ. Hai loại hơi khác nhau một chút nha. Một loại bóng và một loại là dạng lì. Các bạn biết mình đang làm gì không? Mình đang cho những cái kẹp tóc đầy màu sắc này vào một cái túi nhỏ để làm quà cho những bạn nào mà mua đồ pass của mình ý. Quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đo. Và cuối cùng chắc chắn là những cái mũ nồi rồi. Bạn nào sợ đội mũ nồi mà trông như kiểu đầu bếp thì thử cái em này nhá. Bởi vì em này chất liệu dày dặn cứng cáp, có form sẵn rồi. Bên trong có đường may lớp lót để mà đội không bị nóng ấy. Em này cực thích hợp trong mùa du lịch khi mà bạn đi đến những nơi như kiểu Sapa hoặc là Đà Lạt, có tới 4 màu lận nha. Mấy món này mình thấy xinh mà tính ứng dụng cao lắm.